Rồi, Minh Chiến, ông Thành Bãi, Bình Định. Xin chào các bác nhé. Và cũng là video này, thì video là em chủ yếu là test sản phẩm, đó là con lọc Victor R7 và bộ AV để mà gửi cho bác Lâm ở tỉnh Hải Dương. Thử trắng da lọc thì bác đã mua bên em rất là nhiều và sẵn tiện em ship với test con 7x7 lợi tra để giới thiệu đến các bác ở mọi miền Tổ quốc. Thì anh em nào có yêu thích sản phẩm thì liên hệ cho em. Thì con 707 này ở tra này nó có giá là 16 triệu 700, có catalog đầy đủ luôn nha anh em. Đẹp keng xà beng là em ship với cặp loa đi tông 1000Z, kèm này là 11 triệu 300, em bao ship toàn quốc, loa rất là đẹp nha anh em, xuất sắc luôn. Thì anh em nào có giao lưu với em thì kết bạn Zalo Facebook qua số đuôi là 114, thì em sẽ có đăng hình trong đó và chi tiết sản phẩm. Thì anh em cứ kết bạn thì inbox em thì em sẽ tư vấn cho các bác. Xin mời tất cả các bác đang xem video đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm bên em. Và cũng video này thì cũng là nói đến một em cũng là người bán buôn buôn thì anh em cũng hiểu và cũng nhắc đến các bác ở đang cũng là một người buôn trong Neo thì cũng tránh xa những trường hợp như thế này. Đây là anh Tuấn ở thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, Lai Châu nha anh em. Có mua bên em một cây dây loa Monter 2.2 kèm AV. Thì những sản phẩm này nó không có đáng bao nhiêu tiền. Thì em cũng không bác em cũng không, không yêu cầu bác chuyển con hay là cặp gì, thì em rất tin tưởng những anh em lớn tuổi thì chơi audio thì em gửi code luôn, tại vì 1-2 triệu nó không có vấn đề mất công anh em chạy tới chạy lui cái ngân hàng nó rất là mệt. Bon chen với tại ngân hàng rất là đông nha, bon chen nó mệt thì em COD luôn, tại những số tiền nó ít thì em COD luôn cho các bác anh em. Thì đây thì hàng tới thì bác liên hệ với bác thì bác báo là bác đi đâu đó thì em có cho lưu lại nha, em có cho lưu lại bưu cục ba vài ngày thì bưu cục cũng có liên hệ mà bác. Nói chung là mình không mua hàng, mình không không có nhu cầu thì mình cũng không cần phải đặt hàng hay là tại vì bên mình bên em thì nó rất là vất vả cho bên em này, bên vận chuyển này và bên bưu cục này, rất nhiều công đoạn xe cộ đi rất là xa chứ đâu phải gần đâu anh em, Lai Châu rất là xa. Thì những cái sản phẩm này thì em có hỏi trước bác có chắc lấy thì em mới ship, tại vì những cái tiền nó mất công không cần chuyển khoản thì em mới hỏi chắc lấy thì em sẽ ship cho bác tận nhà em. Thì em ship nhanh luôn nha anh em, chạy nhanh luôn đấy chứ không phải là chậm đâu. Thì giờ nó đi về như thế này là bắt quên là mất như đi ra đi về là mất gần 300 ngàn thì lãi ra bao nhiêu, như cộng lo Monte 8 như thế này thì em giới thiệu cho các bác thì bán thì chủ yếu là kìm theo thôi. Thì bán xem sản phẩm này á thì trừ tiền ship và bao ship 1,5 triệu bao ship á thì bên em còn lãi chỉ là 300 ngàn thôi nha anh em. Đấy, nói thiệt tình luôn nha anh em. Cái Monte 8 này chất lượng rất ok, thì mọi người bỏ chỗ nó bán là 1,8 triệu thì người ta không biết họ bao ship không, nhưng mà là bên em bao ship thì trừ mất 200 đi thì còn lại có 300 ngàn, lãi 300 thôi. Còn người ta bán 1,8 triệu thì người lãi được xé 500. Thì cái những cái thứ, phụ kiện này thì em sẽ bán kèm thôi. Thì đó giờ các bác không nhận thì trả về thì em lại mất 300 ngàn, gần 300 ngàn, rất là mất công. Cái đó thì nó không có đáng gì, em chỉ nói thôi. Thì anh em nào mà buôn bán thì nếu mà có gẹp thì tránh xa giùm em, 0903 59 nha, 983 406, tên là Tuấn ở thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, Lai Châu. Rồi em vào vấn đề chính, em sẽ test con 707 cùng con Victor. Thì Victor R7 anh em biết rồi, nó về chức năng nó y chang cái con Victor 7070 nha. Nó có phần chỉnh vocal là chỉnh lời tiếng hát ca sĩ, hoặc là anh em hát karaoke nó sẽ chỉnh luôn, nếu mà kết nối xuống với cái cục vang á, thì nó sẽ chỉnh luôn cái tiếng của mình luôn nha anh em. Nó hay cho đó. Thì con này bên em bán giá rất là tốt các bác, tại được cái đợt em nhập á, là tới mười mấy con ạ. Nên giá rất tốt, nên thị trường bây giờ giá rất là cao nha. Thì giá chỉ 8 triệu 8 bao ship thôi nha này. Đây thì Monter 8 thì sáng nay em có về được 3 bộ thì giá 1 triệu rưỡi đấy. Anh em chơi thì có phản hồi là rất ok, thì giá là rất là tầm tiền cho anh em. Thì những cái
CAV rất tầm tiền. Bộ này thì anh em nào nếu mà lấy hai bộ thì giá cũng 1,5 triệu nha. Dây knock dock của Mỹ mà bạc ba lớp nha, mà bạc ba lớp ba lõi. Như đây chất lượng và giá rất hợp lý cho anh em. Giá 1,6 triệu nên anh em lấy hai bộ thì giá 1,5 triệu nha. Những sản phẩm này em COD luôn nha, tại vì nó không đáng bao nhiêu tiền, còn anh em nào mà nếu mà gần thì có thể chuyển khoản cho em. Mà anh em chắc lấy thì liên hệ cho em nha, em ship hàng toàn quốc. Em cũng tin tưởng các bác và các bác cũng tin tưởng bên em. Thì anh em giao lưu, giúp đỡ lẫn nhau. Và cộng monitor Black này là giá 2,5 triệu. Thì cái bề cấu hình thì con này là cũng là dòng dây bãi có mã là M2.2S, cũng như bộ này thì nó thêm hai cục này thì tăng lên 200.000 thôi chứ không có gì đâu anh em. Cấu hình nó y như cái con này, y như cái bộ mà bị bắt không nhận này, không như máy không nhận luôn, không phải là đem khui ra luôn nha. Thì nó cấu hình nó y như cái bộ này, bộ 2,3 triệu này là M2.2S 8 lõi. Đây anh em, monitor. Đây là có cấu hình là M2.2S dây bãi đàng hoàng nha anh em, dây bãi xịn luôn á, của Mỹ đấy. Đây monitor Capelli. Mã nó đây. Để anh xem thử coi. Nó nằm ở đâu nhỉ? Đây anh em. Đấy, M2.2S. Cộng rất to rất nặng nha anh em. Những sản phẩm này là nó đáng đồng tiền mình chơi. Máy em lên nét rất là chậm. Máy M2.2S nha. Mã thế. Dây này nó y chang dây này nha. Và lại nó thêm những cấu hình là bộ chống nhiễu thôi. Thì đắt lên 200. Thì nó là 2,5 triệu, con này 2,3 triệu. Thì dòng Monster 8 này thì 1,5 triệu. Và còn số rất là nhiều dây loa và dây ly cao cấp. Thôi mời anh em nghe. Em cũng đang đấu nối là bộ Monster 8 nha. Monster 8 là dòng dây mó chim. Yeah.
anh em yêu sản phẩm nào thì liên hệ cho em hai qua hai số điện thoại để chốt hàng, thì em ship hàng toàn quốc cho các bác. Xin chân thành cảm ơn và hẹn anh em ở video kế tiếp. Và mai sẽ có hàng về là những con san sui G, dòng G và những con set thì để phục vụ các bác ở mọi miền Tổ quốc. Rồi, anh em nhớ đăng ký kênh nha. Cảm ơn rất là nhiều.